mình sẽ review câu chuyện Quỷ Tránh Xa được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ review quả chanh. Quả chanh là một loại gia vị mà để cho chúng ta có thể là làm pha thành những món mắm chấm rất là ngon. Và chanh cũng có cái tác dụng đó là chanh đường làm giải khát cho cơ thể của chúng ta rất là tốt. Loại quả chanh thì bên trong nó sẽ có hạt và bên trong nó sẽ có chia ra làm những múi, múi mỏng. Bên ngoài vỏ nó khá mỏng. Quả nào ngon ấy, khi các bạn chọn quả ngon thì nó sẽ có một cái độ bóng giống như quả chanh ở trên, thì nó sẽ rất là nhiều nước, nó sẽ không có cồi nhiều, nên chúng ta vừa bắt được nhiều cái lượng chanh và vừa bắt cũng khá là dễ dàng. Quần áo mới của nhím con đang nghịch ngợm lăn lộn trên bãi cỏ thế kia cậu nhỉ? Thỏ trắng nhìn thật kỹ, hóa ra là nhím. Cậu ấy đang làm gì vậy? Thỏ trắng vội vàng lại gần đến hỏi: Nhím ơi, tại sao cậu cứ lăn đi lăn lại trên đất thế? Mau dậy đi, làm thế bận lắm. Nhím đỏ mặt giải thích: Ồ, không phải là tớ nghịch đâu, mà tớ đang trang trí áo đấy. Nhím gãi đầu nói tiếp: Khắp người tớ toàn gai, không mọc, không được như các cậu vừa mới sinh ra đã có màu lông rất là đẹp. Vì thế tớ nghĩ ra một cách này, khi tớ lăn tròn, những quả dại trên đất sẽ cắm vào gai trên lưng tớ. Như vậy tớ sẽ có một chiếc áo mới đặc biệt nhất và thời trang nhất, cậu xem có đẹp không? Thỏ trắng hết lời khen ngợi chiếc áo được làm từ quả dại đủ màu sắc. Nhím à, cậu thật thông minh, chiếc áo mới của cậu quả là... quả là đẹp. Hơn nữa, đây cũng là chiếc áo độc đáo nhất trên thế giới này. Tớ rất ngưỡng mộ cậu. Nhím nói cũng bình thường thôi, vì cũng có sở trường của riêng mình. Hai đội làm rất bướng. Bảo dán đội xong bắt đầu mấy cái đội như này là được rồi, gấp sang đi. Nó cứ im. Xong bắt đầu con nói to hơn một cái là cầm gấp. Cái này sao? Vẫn lên thẳng mới đội thẳng cái bên. Okay. Bố về đầu. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Đại Vương Xương Sườn được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review quả cam. Trên cái hình ảnh này sẽ có cái hình quả cam được cắt nửa ra. Và trong cái quả cam có rất là nhiều múi. Và những cái múi này cũng có loại cam có hạt và cũng có một loại cam đó là không có hạt. Loại cam trên tay mình đang cầm là loại cam không có hạt, nên trong khi các bạn bỏ ra nó sẽ không có những cái hạt ở trong cái những cái múi con này. Cam có những cái tép tôm rất là ngọt và nhiều nước. Cam có loại hoa quả để giúp chúng ta giải khát và cung cấp rất là nhiều vitamin tốt cho cơ thể. Và cái vitamin nhiều nhất đó là vitamin C, cung cấp cho chúng ta có thể tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Lý tưởng của Hải Quỳ. Hải Quỳ đọc trong một cuốn sách viết rằng mỗi người đều phải có lý tưởng. Thế là Hải Quỳ cũng muốn có một lý tưởng cho riêng mình, đó là được lên trên mặt nước, mở rộng tầm mắt. Để được thấy ánh mặt trời, ngắm mây, xem những chú chim hải âu trao liệng trong nắng và những cánh buồm no gió thấp thoáng trên mặt biển. Có lý tưởng rồi, Hải Quỳ bắt đầu thực hiện. Đầu tiên, Hải Quỳ nhờ một bác rong biển giúp đỡ. Vì thân bác ấy dài nên Hải Quỳ bám vào làm cầu thang để leo lên từng chút một. Biển thật sâu, con đường thật dài. Hải Quỳ leo mãi mà vẫn chưa lên tới mặt biển. Hải Quỳ không hề nản chí, vẫn từng bước kiên trì trên chặng đường lại
trên đường chặng đường còn lại. Và cuối cùng đã leo lên đến ngọn của rong biển. Nhưng từ ngọn rong biển vẫn còn cách mặt biển xa lắm. Me có ông rùa bơi qua, Hải Quỳ nhờ ông rùa chở mình nổi lên trên mặt nước. Ôi chao, mặt biển rộng quá, Hải Quỳ ngắm mặt trời, những đám mây, chim hải âu, thuyền buồm mà vui sướng thốt lên, cuối cùng mình cũng đã thực hiện được lý tưởng rồi. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Cục trưởng tình báo, được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Hiệp khách kỳ bí, được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review về quả na. Quả na thì sẽ, các bạn nhìn thấy bên ngoài sẽ có rất là nhiều các mắt khác nhau. Và quả na sẽ có, mỗi cái mắt này sẽ có một hạt ở bên trong. Khi chúng ta ăn thì cái ruột của quả na rất là ngọt và mềm. Nhưng mà cái nhược điểm là chúng ta khi ăn quả na này chúng ta phải để ý, tại vì trong này có rất là nhiều hạt, nên các bạn nào mà ăn không khéo sẽ bị hóc và bị nhút phải hạt na. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bên bờ hồ thật đông vui, náo nhiệt. Các bạn nhỏ đang cùng nhau vui chơi thỏa thích. Bỗng nhiên lão hổ hung ác từ trong rừng sâu đi tới, ngoác miệng nhè những chiếc răng sắc nhọn. Ha, ta gặp may rồi, hôm nay ta sẽ được một bữa no nê. Mau lại đây, ta mau lại đây, từng đứa trong các ngươi sẽ phải biểu diễn cho ta một tiết mục. Nếu diễn không ngay, ta sẽ ăn thịt. Các bạn nhỏ sợ đến run cả người, làm sao còn có thể múa hát nhảy nhót nữa đây. Chỉ có nhím con thông minh dám đứng lại, lăn đến trước mặt lão hổ và co mình lại, tự nhận sẽ làm chiếc ghế cho lão ngồi. Lão hổ nghe thế thì rất khoái chí, lập tức đặt mông xuống và không hề nghĩ ngợi gì. Kết quả những chiếc gai sắc nhọn của nhím đâm vào họ khiến họ ta đau điếng, giống lên một cách thảm thiết và chỉ còn cách ôm mông, cúc đuôi, chạy mất. Thấy vậy, các bạn nhỏ hò reo, tung nô nhím con rồi quây quần bên nhau và tiếp tục vui vẻ chơi đùa. La họ kệ sức mạnh, tưởng ai cũng sợ mình. Nhím con thật thông minh, dùng gai đâm lão hổ. Khi gặp kẻ xấu không được hoảng sợ và mất bình tĩnh, trí thông minh sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Nhím con chính là một tấm gương sáng cho chúng ta học tập, phải không nào? Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thúc Mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Bé Dính Thò Lò, được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện.